một cái mẫu vỏ bình phong thủy mà em lan khắc bằng công nghệ khắc laser lên gỗ. Và cái công nghệ khắc laser thì không có sợ bị bong tróc hay là phai màu gì hết. Và mẫu này ngày hôm nay em đang giới thiệu là mẫu em đang khắc sẵn là chữ phát tài. Khi mình mua một cái mẫu vỏ bình phát tài về mình trưng bày trên bàn trà, trong phòng khách, trên bàn làm việc, nó sẽ hút tài lộc, chiêu phong thủy, đem may mắn tài lộc đến cho gia đình của mình. Đặc biệt là mẫu này khi mình trưng bày trên bàn trà hoặc là trên bàn làm việc nhìn rất là nhỏ gọn và dễ trưng bày. Mẫu này thì em Lan có đầy đủ tất cả 4 size cho quý khách hàng lựa chọn. Size đựng ấm 0,8 lít là giá 850, size đựng ấm 1 lít có giá là 1 triệu, size đựng ấm 1 lít rưỡi có giá là 1 triệu 2 và size đựng ấm 2 lít rưỡi có giá là 1 triệu rưỡi. Khi mua hàng ở bên em Lan lúc nào quý khách cũng được miễn ship trên toàn quốc, được tặng kèm theo một cái combo quà tặng rất là hấp dẫn. Thứ nhất là tặng kèm theo một cái ấm Tết, tùy theo mọi người mua size lớn hay là size nhỏ mà cái ấm Tết sẽ tặng kèm theo size một cái lon đựng trà cũng bằng gỗ dừa và một hộp kẹo dừa đặc sản của quê hương Bến Tre. Bạn cần một cái món quà để làm quà tặng cho ông bà, cha mẹ, người thân hoặc là đi ăn mừng tân gia, mừng khai trương, tặng cho khách hàng, đối tác trong việc làm ăn, thì một cái mẫu vỏ bình bằng gỗ dừa nguyên khói của Bến Tre mình đem đi tặng thì người nhận sẽ rất là thích, bởi vì hầu như ngày nay gia đình nào cũng cần có một cái vỏ bình để ủ cho cái ấm trà được nóng lâu hơn, thơm hơn. Và đặc biệt những cái mẫu vỏ bình mà em Lan khắc những cái dòng chữ phong thủy, người nhận sẽ rất là thích bởi vì nó đem lại sự may mắn tài lộc đến cho người nhận. Bạn cần một cái món quà để tặng cho ông bà, cho mẹ, người thân thì cũng nghĩ ngay đến vỏ bình ủ ấm trà bằng gỗ dừa nguyên khối của Bến Tre. Cái vỏ bình ủ ấm trà bằng gỗ dừa này thì rất là tiện lợi, nó sẽ giúp cho cái ấm trà của chúng ta nóng lâu hơn từ 7 đến 8 tiếng. Trà chúng ta có sẽ có nước ấm uống suốt cả ngày. Với cái thời tiết là nhiệt độ đang lạnh như thế này thì uống nước ấm sẽ rất tốt cho những cho bản thân ta cũng như là những người thân trong gia đình, đặc biệt là người lớn tuổi, uống nước ấm sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ dừa Xuân Lan chuyên cung cấp sỉ và lẻ tất cả các mẫu vỏ bình ủ ấm trà bằng gỗ dừa nguyên khối của Bến Tre, rất hân hạnh được phục vụ tất cả các quý khách hàng ở gần xa.